Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chương trình thời sự lúc 10 giờ sáng ngày 22 tháng 5, ngày hội toàn dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý vị những thông tin cập nhật về tình hình bầu cử đang diễn ra trên khắp cả nước. Đúng 7 giờ sáng nay, đồng loạt các điểm bầu cử trong cả nước đã chính thức khai mạc. Hàng triệu cử tri đã đi bỏ phiếu để bầu ra những người đại biểu xuất sắc, đại diện cho tiếng nói, cho quyền lợi của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước. Ghi nhận tại khu vực bầu cử số 3, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong ba cử tri đầu tiên thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Cùng với cụ Bùi Thị Sáo, 86 tuổi, và anh Lưu Quang Hòa, sinh năm 1998, là cử tri lần đầu tiên thực hiện bỏ phiếu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong ba cử tri đầu tiên của khu vực bầu cử số 3, phường Nguyễn Du, thực hiện quyền và trách nhiệm công dân. Ngày hôm nay, có khoảng 5 triệu cử tri Hà Nội đi bỏ phiếu để lựa chọn từ 50 ứng viên đại biểu Quốc hội và 179 ứng viên Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội để bầu ra những người đại diện cho mình. Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam sau khi bỏ phiếu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đây là kỳ bầu cử có quy mô lớn nhất trong lịch sử và kỳ vọng những ứng cử viên nếu trúng cử sẽ hết lòng vì nước, vì dân. Xin cảm ơn Tổng Bí thư đã trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam ạ. Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi Tổng Bí thư là kỳ vọng của Tổng Bí thư cũng như là mong muốn của Tổng Bí thư và các đại biểu dân cử và các cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ tới đây là gì ạ? Tôi nghĩ là chắc mọi đại biểu cử tri cũng như tôi là mong muốn tất cả các vị đại biểu mà tham gia ứng cử lần này được bầu làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp sẽ hết lòng vì nước, vì dân, thực hiện đầy đủ các trách nhiệm nghĩa vụ mà hiến pháp và pháp luật đã quy định. Đó là phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phải thực hiện đầy đủ những cái trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Nói chung là thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một người mà được dân tín nhiệm cử ra thay mặt cho dân để tham gia quản lý đất nước, quản lý xã hội. Nhân dịp này thì Tổng Bí thư có gửi gắm gì tới cử tri, nhân dân cả nước? Trước hết tôi xin rất cảm ơn cử tri và nhân dân cả nước đã rất hưởng ứng cái cuộc bầu cử lần này. Đây là cuộc bầu cử theo tôi nghĩ là quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Và các vị cử tri trong thời gian vừa qua đã tham gia đầy đủ các quy trình giới thiệu, hiệp thương, rồi vận động bầu cử. Trong mấy ngày nay thì tôi thấy không khí rất nô nức. Và chắc là hôm nay bà con sẽ đi bầu cử một cách đông đủ, chọn đúng người mà mình thấy xứng đáng nhất trong những người xứng đáng, để chúng ta chọn ra những cái đại biểu ưu tú của nhân dân. Xin được cảm ơn Tổng Bí thư đã trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam ạ. Xin cảm ơn Tổng Bí thư. Xin cảm ơn. Cũng trong sáng nay tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham dự bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu tại cuộc bầu cử, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh đây là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của nhân dân, đặc biệt sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Với những thành tựu lịch sử, sau thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền cần tổ chức thực hiện thắng lợi, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, đồng thời kêu gọi các cử tri thực hiện quyền và trách nhiệm của mình. Còn tại khu vực bỏ phiếu số 8, thị trấn Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân đã bỏ lá phiếu đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng trong sáng nay. Theo quy định, Hải Phòng được bầu 9 đại biểu Quốc hội từ 15 ứng cử viên ở 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội. Cũng trong cuộc bầu cử này, 1,46 triệu cử tri thành phố sẽ bầu ra 69 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, 524 đại biểu Hội đồng Nhân dân quận, huyện, và gần 5.800 đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, phường, thị trấn. Ngay sau khi hoàn thành trách nhiệm và quyền công dân của mình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn cử tri cả nước hãy tích cực đi bầu cử để góp phần xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân. Thủ tướng cũng khẳng định sẽ làm hết sức mình để cùng với các đại biểu Quốc hội đưa ra những quyết sách đúng đắn với thực tiễn, nhất là thực hiện tốt vai trò giám sát, để từ đó biến thành các hành động, chính sách và thể chế.
Cũng trong sáng nay tại điểm bỏ phiếu, khu vực bỏ phiếu số 4, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã bỏ lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bầu ra những người đại diện cho mình tham gia vào Quốc hội và các cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước ở địa phương. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn những đại biểu của nhân dân, những người được nhân dân ủy quyền, được bầu ra ngày hôm nay phải là những người hội đủ cả đức, cả tài, có bản lĩnh, trách nhiệm, không ngại khó, không ngại va chạm để thay mặt nhân dân giải quyết những vấn đề quốc gia đại sự, những vấn đề bức xúc nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, trên tinh thần đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng kỳ vọng trong ngày bầu cử hôm nay, các cử tri khu vực bỏ phiếu số 4, phường Vĩnh Phúc và cũng như là 67 triệu cử tri cả nước sẽ dành thời gian nghiên cứu kỹ về các ứng viên để lựa chọn ra những người xứng đáng nhất, giữ trọng trách của những người đại biểu của nhân dân tham gia vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Cùng với hơn 69 triệu cử tri trong cả nước, sáng nay cử tri các tỉnh thành miền Trung như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã nô nức đi bầu cử. Hòa chung với không khí bầu cử trên cả nước, sáng nay cử tri thủ đô Hà Nội đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo đúng quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Ngay từ 6 giờ 45 phút sáng tại điểm bầu cử số 2 phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, đông đảo cử tri đã có mặt. Đại diện cho cụm dân cư của điểm bỏ phiếu này, cụ Bùi Thị Sinh, 100 tuổi, là người đầu tiên bỏ lá phiếu bầu cử. Trong ngày hôm nay sẽ có khoảng 5 triệu cử tri của thủ đô tham gia bỏ phiếu để lựa chọn từ 50 ứng viên đại biểu Quốc hội và 179 ứng viên Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội bầu ra những người đại diện cho mình. Tại Sơn La, một tỉnh miền núi ở khu vực Tây Bắc, so với gần 2 tháng trước, danh sách cử tri ở Sơn La tăng thêm 11.000 người. Cả tỉnh có 1.951 khu vực bỏ phiếu. Một số khu vực đi lại khó khăn, nhưng Sơn La đã chủ động cho mọi tình huống nên không nơi nào phải bầu cử sớm. Trong ngày hôm nay, hơn 768.000 cử tri Sơn La, với phần lớn là người dân tộc thiểu số ở đây, sẽ bỏ phiếu bầu 10 đại biểu Quốc hội và hơn 10.700 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Còn tại tỉnh Thừa Thiên Huế, từ sáng sớm đông đảo cử tri đã đến các điểm bầu cử để đọc tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của các ứng viên để có cơ sở lựa chọn bầu những ứng viên xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Ngay sau lễ khai mạc, các cử tri đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử. Theo ghi nhận, không khí tại các tổ bầu cử trên địa bàn đều diễn ra sôi nổi, nghiêm túc và đúng pháp luật. Trong đợt bầu cử lần này, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có hơn 1.150.000 cử tri đi bỏ phiếu tại 14 đơn vị bầu cử. Tại Đà Nẵng, 538 tổ bầu cử trên toàn thành phố đã mở cửa đón cử tri đi bầu cử, thực hiện quyền của mình, dân chủ và đúng luật. Toàn thành phố có hơn 683.000 cử tri nhận thẻ đi bầu. Thành phố Đà Nẵng có 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội và 85 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Trong lần bầu cử này, thành phố Đà Nẵng tái lập lại Hội đồng Nhân dân huyện, quận, phường sau 7 năm thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân huyện, quận, phường. Cũng trong ngày hôm nay, đông đảo cử tri tỉnh Quảng Ngãi đã đi bỏ phiếu bầu 7 đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tỉnh miền Trung này có 1.341 khu vực bỏ phiếu. Địa phương có số cử tri đông nhất là thành phố Quảng Ngãi với trên 187.000 cử tri. Còn tại các tỉnh Nam Trung Bộ có hơn 4.164.000 cử tri tại các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận đi bầu cử. Thời gian qua, các hoạt động tuyên truyền vận động cho bầu cử được các địa phương tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, từng khu vực. Và cũng để tạo điều kiện cho cử tri, được phép của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, một số địa bàn như huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa hay xã Canh Liên, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định đã tổ chức cho cử tri đi bầu cử sớm. Tại Cần Thơ, thời điểm này không khí bầu cử cũng đang diễn ra sôi nổi. Toàn thành phố Cần Thơ có tổng cộng 1.003 tổ bầu cử. Theo danh sách niêm yết, Cần Thơ có gần 1 triệu cử tri tham gia bầu cử, trong đó có hơn 44.000 cử tri tạm trú. Ngoài việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tiểu sử tóm tắt chương trình hành động của các ứng viên, phương pháp, trình tự bỏ phiếu, công tác nhân sự cũng được các địa phương thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch nên không có trường hợp khiếu nại tố cáo. Vâng, thưa quý vị, ở mỗi một địa phương, mỗi một vùng miền khác nhau thì cử tri lại có những sự lựa chọn khác nhau về người được bầu chọn. Họ cân nhắc để lựa chọn ra những người đại diện, nói tiếng nói của mình với vận mệnh chung của đất nước. Chúng ta hãy cùng lắng nghe xem cử tri họ mong muốn gì ở các đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân khóa mới. Tôi cũng thay mặt với anh em ở dưới biển thì cũng muốn là bầu cử cho cái những người có tài có đức để mà
giúp đỡ cho nhân dân, như là nói giải tí như là cái chuyện hỗ trợ tiền dầu hay là này kia kia nọ cho mau cho chống để có bà con ra khơi quýnh bắt để mà giữ đảo. Tôi chọn những người có tài có đức có tài năng giúp đỡ cho đồng bào, vì đồng bào người Chăm rất là khổ. Năm nay là đi làm ăn hàng tháng, trời không mưa, giúp cho cái người dân về các cái chủ trương cũng như về là cái kiến thức về nuôi tôm rồi trồng màu, đặc biệt là các cái đại biểu Quốc hội đó thì nên đó là quan tâm đối với cái vấn đề đó là đầu ra các cái mặt hàng mà nông sản của người dân. Chúng tôi đây là người vùng sâu vùng xa thì trong đợt bầu cử tới này thì tôi rất mong là những người có năng lực này sẽ quan tâm và giúp đỡ chúng tôi được cải thiện cuộc sống tốt hơn. Những đại biểu đó là phải nói ít và làm nhiều và đi sâu đi sát với quần chúng và quan tâm đến tất cả mọi lĩnh vực mà cử tri đã kiến nghị và phải thực hiện được những cái điều đã hứa. Treo cờ, giăng biểu ngữ và cả tổ chức văn nghệ thể thao giữa các đoàn thể, giữa các làng xã, quả là nói không sai khi ngày bầu cử thực sự là một ngày hội. Những hoạt động đầy âm thanh sắc màu đã khiến cho làng quê thật sôi nổi vui tươi trong ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Ghi nhận của các phóng viên thời sự tại xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Nhà văn hóa thôn Trầm, buổi văn nghệ chào mừng ngày bầu cử toàn dân của chi hội phụ nữ thôn thu hút rất đông người cùng hát, cùng xem. Mộc mạc trang phục, trang điểm, nhưng các diễn viên nông dân và khán giả đều vui hết mình. Những buổi văn nghệ như thế này chúng em toàn là tự túc cả, thế mà cây nhà lá vườn có nào dùng thế. Không ai đứng ngoài không khí đó, rất đông bà con cuốn hút vào nghe hát và tiện thể xem luôn danh sách các ứng cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Không chỉ có ở thôn Trầm mà không khí vui tươi tràn ngập ở rất nhiều thôn làng trước ngày bầu cử. Có những cái buổi giao lưu như thế này cũng tạo được cái không khí cho nhân dân, tạo không khí cho các cử tri hướng về ngày bầu cử để đạt được kết quả tốt nhất. Văn hóa văn nghệ thì là sau mỗi giờ làm việc vất vả thì đấy là một cái sân chơi để cho gắn kết những người dân. Thiết thực hơn, trẻ em còn thi hái hoa về luật bầu cử. Các thí sinh đều trả lời được nhiều câu hỏi khó nhớ, cũng bởi vì họ đã đọc sách hỏi đáp về bầu cử từ trước đó. Mong những đại biểu mình chọn sẽ trúng cử. Ý nguyện đó của bà con được gửi gắm trong lời ca tiếng hát tin yêu. Vâng, và vào tối qua, chương trình nghệ thuật Ngày hội non sông chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cũng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Hà Nội. Chương trình Ngày hội non sông tập hợp các tác phẩm nghệ thuật viết về Quốc hội có chất lượng cao đã đoạt giải trong cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội Việt Nam. Chương trình là sự hòa nhịp quá khứ, hiện tại và sự tiếp nối không ngừng nghỉ trong lịch sử và văn hóa Việt Nam. Đây là sự cổ vũ động viên đối với cử tri Hà Nội và cả nước, phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương. Chương trình thời sự lúc 10 giờ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin thời sự tiếp theo.